Mời cả nhà dùng món mì gạo chủ với mình nha. Đây, mì này nấu với gà và rau củ. Ngon lắm cả nhà ơi. Cái mì này nổi tiếng ở Lục Ngạn, Bắc Giang nha. Đó, cọng mì nó vậy nè. Đã nhỏ sợi vậy đó. Trụng lên xong mình cho cái nước ruột gà với rau củ. Ăn rất là ngon. Đó, mì gạo chủ. Đặc sản ở Lục Ngạn, Bắc Giang nó như vậy nè. Chỉ cần một bát này. Mình cho hai bát hơi nhiều. Nếu một vắt nào khoảng 3-4 người ăn nó nở dữ quá. Này, hai vắt luôn mà nở quá trời. Mì này rất là ngon nha cả nhà. Ngon chưa? Mình thèm không? Nó cậu nhỏ nhỏ trụng như vậy nè. Gọi là mì gạo chủ ở Lục Ngạn Bắc Giang. Ngon quá. Bên mình có bán mì này nha. Ở siêu thị Salamat 56 Cửu Long, phường 2 Tân Bình. Ngon lắm cả nhà. Chào cả nhà. Bye bye.